Dạ đây, quá trình để cứu em, hình như là tới hai em hay sao á. Dạ, hai em được đưa về nhà. Dạ, con đang mở bao cho các bạn. Quấn ngực nữa chứ. Nhưng mà quấn ta lấy hết cho ta. Rồi, cho mở ra liền. Rồi con về đây ở với con nha. Rồi. Nha. Con về đây ở bên yên với lại các bạn nha. Rồi. Mô Phật. Rồi nha con. Mô Phật heo. Nè. Nha heo. Tình yêu nha con. Mô Phật. Rồi. Dạ.